Chiều tối thứ sáu ngày 22 tháng 3, bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần, hàng nghìn khán giả may mắn mua được vé đã tìm vào đúng ghế ngồi của mình để chuẩn bị xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc rock Picnic, nhóm nhạc thần tượng của những người độ tuổi trung niên tại Nga. Họ không thể ngờ rằng họ sẽ không trở về nhà sau đêm diễn, sẽ không bao giờ còn gặp lại người thân. Khi những kẻ khủng bố mang theo súng tự động và mìn cháy lọt được vào nhà hát, việc chạy trốn là đã quá muộn. Trong những video clip quay từ hiện trường, không có nhiều clip nghe thấy tiếng loa chỉ dẫn cách thoát thân. Ekaterina và bạn gái thoát được loạt súng đầu tiên vì trốn được vào nhà vệ sinh. Khi xuất hiện khói, họ đã thấm ướt quần áo và toàn thân theo đúng kiến thức thông thường. Song khi khói trở nên dày đặc hơn, thì họ đã mất dần hy vọng. May mắn một người đàn ông đã tìm được đường thoát ra trong tầm nhìn tối thiểu do khói cháy và dẫn họ cùng với một nhóm người khác thoát ra ngoài. Oleg là một người cha có con bé nhất mới 9 tháng tuổi, anh cùng gia đình đến trung tâm biểu diễn dự cuộc thi nhảy của các con lớn. Khi tiếng súng nổ ra rồi khói lan rộng, Oleg bế con bé nhất, dẫn theo 50 đứa trẻ từ cuộc thi để tìm đường thoát. Mất nửa tiếng anh mới đưa được cả đoàn từ tầng cao xuống tầng trệt và tìm được một cánh cửa. Song sau cánh cửa là hàng rào sắt cách với sự sống bên ngoài. Oleg đã trao em bé cho một người bế hộ, hô hào những người khác cùng mình dùng tay không nhổ hàng rào. Gia đình anh là những người cuối cùng thoát ra được tàu điện ngầm. Trong số những người hôm ấy có mặt tại Grosso City Hall có vợ chồng con gái của hai nhà du hành vũ trụ Nga, Valerin Zumin và Elena Kronravoca, cô Evgenia Zmina. Cái tên này đã xuất hiện trong danh sách nạn nhân thiệt mạng được lập theo giấy tờ tìm được tại hiện trường. Nhưng đó là do Evgenia đánh rơi hộ chiếu trong khi tìm đường thoát. Evgenia và chồng quyết định đến buổi hòa nhạc muộn để không phải xếp hàng quá lâu và tiếng súng tản sát vang lên khi họ vẫn chưa vào bên trong nhà hát. Trong hỗn loạn, cô và chồng được một người đàn ông không hề quen biết dẫn đường thoát thân. Còn với Elena, niềm hạnh phúc còn sót lại sau khủng bố đi kèm với niềm tự hào về người đồng bào dũng cảm. Elena đi xem biểu diễn cùng con gái và một người bạn. Khi tiếng súng nổ, họ nghĩ đó là tiếng pháo bông nhà hát bắn lên. Phải vài, vài phút sau họ mới nhận thức được rằng đây là vụ khủng bố. Phía sau sân khấu có cửa hậu nên nhiều người đã chạy về hướng đó, Elena cũng vậy một tên khủng bố nhận thấy và đứng chặn đường, nổ súng vào tất cả những con người vô tội. Elena đành quay lại trốn sau một tấm chắn. Từ đây chị nhìn thấy, khi tiếng súng tạm ngừng giấy lát, có một người thanh niên đã nhảy đè lên tên khủng bố, giật lấy súng và dùng báng súng đánh ngã tên này xuống đất. Nhờ đó mà vài chục người đã kịp chạy thoát. Người thanh niên dũng cảm này sau đó kể với kênh Russia 24 rằng khi nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt người vợ trẻ, anh hiểu rằng mình phải làm điều gì đó. Vụ xả súng tại nhà hát Crosso City Hall vào tối 22 tháng 3 đã khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Những thông tin được công bố cho thấy, gần sát giờ buổi biểu diễn, một nhóm người đến trên minivan mang súng trường AK đột nhập và nã đạn vào bất cứ ai gặp trên đường. Nhóm khủng bố sau đó tưới sang châm lửa, gây hỏa hoạn lớn bao trùm nhà hát. Phần lớn mái của nhà hát đổ sập, trôn vùi nhiều nạn nhân. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi liên quan, trong đó có 4 nghi can trực tiếp thực hiện. Bộ nội vụ Nga cho biết 4 nghi phạm xả súng này đều là công dân nước ngoài. Tại thủ đô Moscow, người dân đang xếp hàng dài hiến máu cho các nạn nhân vụ khủng bố đang được chữa trị tại bệnh viện. Nhiều người cũng đến để đặt hoa bày tỏ lòng thương tiếc bên ngoài địa điểm bị tấn công. Dưới cái lạnh 5 độ C và có mưa trong ngày 23 tháng 3, nhiều người đã dành hàng giờ xếp hàng dài bên ngoài các điểm tại bệnh viện, chờ lấy thứ tự làm thủ tục xét nghiệm, hiến máu, cứu các nạn nhân, trong đó có nhiều người Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Đình Bảo, 31 tuổi, trưởng ban y tế cộng đồng sinh viên Việt tại Nga đến trạm truyền hiến của bệnh viện Louis Bersu, hiến 450ml máu mà không cần chờ giới chức kêu gọi. Bác sĩ cho biết dòng người xếp hàng rất dài, phải đợi ít nhất 2-3 tiếng. Chia sẻ trên VN Express, bác sĩ Bảo cho biết, các điểm có nhiều tình nguyện viên cung cấp đồ ăn và trả ấm cho người đi hiến. Chỉ tiếc là nhiều kiều bào thương buồn cho người Nga muốn hiến máu nhưng không đủ tiêu chuẩn do có nhiều điều kiện. Cách nhà hát 30 km, chị Thúy 30 tuổi cùng con gái xếp hàng gần 5 tiếng dưới thời tiết mưa rét sau khi hay tin về thảm kịch, song không đủ điều kiện do cân nặng thấp. Chị Thúy kể, nay nỉ hiến họ cũng không cho, nhưng họ rất cảm kích và bày tỏ rất biết ơn tấm lòng người Việt. Trong khi đó, bác sĩ bảo nêu một số điều kiện hiến máu như có thường trú Nga, cân nặng trên 50kg, không có các bệnh chuyển nhiễm, không uống rượu bia khi lấy máu trước 2 ngày, không hút thuốc trước 2 tiếng. Ngoài hiến máu, hàng chục người Việt còn gửi tiền đến quỹ chính thức ủng hộ các nạn nhân của ngân hàng Sperbank. Chị Xuyên, người quyên góp 50 USD, nói với báo chí, của ít lòng nhiều, xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân và mong những người bị thương chóng hồi phục. Giới chức y tế Moscow cho hay, gần 3.000 người hiến máu trong ngày 23 tháng 3 thu được gần 1.000 lít máu. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong gần hai thập kỷ qua. Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến Nga, bày tỏ hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man. Liên Hợp Quốc cùng hàng loạt nước khác cũng lên án mạnh mẽ sự việc. Bình, 28 tuổi, chủ cửa hàng thực phẩm Việt, Yai ở Moscow, nói rằng trước khi vụ khủng bố xảy ra, Bình dự định đi tàu điện ngầm về nhà sau khi biết tin khủng bố ở ngoại ô, anh lập tức chuyển sang bắt taxi và giá taxi lên gấp 3 ngày bình thường do nhu cầu tăng đột biến. Cũng như bình, tối hôm đó bác sĩ Bảo đang làm việc tại bệnh viện đại học y quốc gia Moscow Jenner. Anh sốc nặng khi người thân báo tin, thúc giục anh sớm về nhà. Trên đường đi làm sáng hôm sau, anh bảo cho hay giới chức siết chặt an ninh, lập nhiều chốt cảnh sát, trạm kiểm soát phương tiện. Nhiều người Nga bất an và hạn chế tụ tập nơi công cộng. Mọi sự kiện đông người ở Moscow đều bị đình chỉ, sinh viên học online. Gia đình bác sĩ Bảo cũng dự định hạn chế tập trung nơi đông người và tạm thời đặt giao thức ăn về nhà. Vụ xả súng tại nhà hát Khrushchev đặt câu hỏi về năng lực an ninh của Nga hiện nay sau nhiều năm nước này không xảy ra những sự kiện tương tự. Năm 2000 và 2010, Moscow từng hứng loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay của thành phố. Trong những năm gần đây, các vụ tấn công tương tự dường như đã biến mất, một phần nhờ loạt chiến dịch chống nổi loạn do an ninh Nga triển khai trong nhiều năm. Giới quan sát cho rằng nhà hát Krosert bị chọn là mục tiêu bởi đây là khu vực tập trung đông người tới thưởng thức nghệ thuật, đồng thời mức độ an ninh không cao như các cơ sở ở trung tâm Moscow. Nhà hát Krosert City Hall nằm trong khu vực khu phức hợp, kiêm trung tâm thương mại rộng lớn, nằm cách điện Kremlin gần 20 km. Mặc dù vụ khủng bố đã khiến nhiều người bị chết và bị thương, nhưng nhiều kiều bào tại Moscow bày tỏ vẫn tin tưởng vào công tác an ninh. Ông Phan Mạnh Hùng, 56 tuổi, chủ doanh nghiệp quần áo thể thao ở Moscow, cũng giữ vững niềm tin vào công tác đảm bảo an ninh tại thủ đô. Sáng ngày 23 tháng 3, ông Hùng bận công việc, nhưng con trai ông đã đi hiến máu. Ngày 24 tháng 3, Nga đã hạ cờ rủ nhằm tưởng niệm hơn 130 người bị bắn chết tại một buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngày quốc tang sau khi cam kết truy lùng và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công, khiến 133 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và khiến hơn 150 người bị thương. Ông Putin nói trong bài phát biểu trước người dân hôm 23 tháng 3, Tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, chân thành tới tất cả những người đã mất, người thân. Cả đất nước và toàn thể nhân dân đều đau buồn cùng các bạn. Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng ông Putin chưa công khai đề cập đến việc nhóm chiến binh này có liên quan đến những kẻ tấn công. Ông chỉ khẳng định rằng một số người ở phía Ukraine đã chuẩn bị hỗ trợ cho các tay súng chạy trốn qua biên giới. Chính phủ Ukraine nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ cuộc bao vây trường học Beslan vào năm 2024, khi phiến quân Hồi giáo bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em làm con tin. Trong ngày 24 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Coresto bày tỏ lo ngại một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ xả súng tại nhà hát Grosot City Hall. Ở ngoại ô, thủ đô Moscow của Nga có thể xảy ra ở những quốc gia có trần rết hay các thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Rome, trả lời phỏng vấn trên tờ Messagero, Bộ trưởng Coresto nhận định những cuộc tấn công kiểu này có nguy cơ xảy ra ở nhiều quốc gia, nơi IS hiện diện và hoạt động vụ khủng bố cho thấy mức độ nguy hiểm và các nước châu âu không nên lơ là